thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, một án mạng nghiêm trọng khiến 4 người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh đang tập trung điều tra, làm rõ vụ việc. Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 4 tháng 12, tại khu Trang Liệt, phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra. Một nam thanh niên dùng dao tấn công 3 người, khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ. Một nạn nhân nam đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, thành phố Hà Nội. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Trang Hạ, Công an thành phố Từ Sơn, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cùng các lực lượng chuyên môn, nghiệp vụ có mặt bảo vệ hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.